Jenny, cậu xem nè. Wow, cậu giỏi thật đấy. Hả? Ừ. Oh, đau quá. Oops. Khoan, kẹp tóc của tớ gãy mất rồi. Tớ thích những cái này đấy. Xin lỗi cậu nhiều. Cậu định làm cái gì hả? Tớ sẽ làm cho nó đẹp hơn nữa. Tớ chỉ cần băng dính nano. Tớ sẽ đặt đầu xi lanh vào giữa, sau đó quấn băng dính xung quanh. Tớ sẽ ấn nó xung quanh xi lanh, đảm bảo băng dính đã bịt kín, rồi phun nhiệt vào. Đây là phần vui nhất. Tớ sẽ tiêm nhựa dẻo, tạo thành một quả bong bóng. Ok đấy, nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm. Tớ sẽ bổ sung vài cánh hoa, gắn các cánh xung quanh như này. Và cánh hoa cuối cùng, đó, một chiếc kẹp tóc xinh xắn, tặng cho cậu nè, Sunny. Hả? Cái gì vậy? Wow, thật không thể tin nổi. Đẹp quá đi mất. Cảm ơn cậu Alex. Nhiệm vụ của tớ mà. Hồng hành nhanh đói bụng, mình muốn ăn vặt ngon ngon. Cái gì? Kem hả? Quy định thế nào? Em cứ nghĩ mọi người chỉ đùa thôi. Đừng làm vậy, Sunny. Tớ không có lựa chọn nào khác. Nhìn biển hiệu kìa. Biết đâu tớ giúp được. Mình cần một dải băng dính nano, gấp đôi nó lại nè. Sau đó mình cần nhựa màu xanh dương, nhưng mình phải nhấn cho nó đóng kín. Có vẻ ok rồi đấy. Xây nóng một xíu nè. Vậy là được rồi. Tiếp theo đến nhựa. Mình muốn bơm vòng băng keo. Wow, tuyệt vời mặt trời. Mình đã làm ốc quế bằng giấy bìa, trông giống hệt kem. Hãy thêm vị kem khác. Nó thật dẻo dai. Wow, không đời nào. Tặng cho tớ à? Tuyệt vời mặt trời. Tớ muốn bóp nó. Cảm giác thật dễ chịu. Đúng thứ tớ đang cần. Cảm ơn Alex. Ngon bá cháy. Nhưng mà uống hết rồi. Thôi bỏ vào thùng rác. Ra khỏi lớp thôi. Mình sẽ đi vào lớp luôn. Mình không muốn đến muộn. Cứu tôi, cứu tôi. Ôi không. Móc khóa của mình. Không. Tại sao? Sao chuyện này lại xảy ra? Chắc là không sao đâu. Mình làm được mà. Cái gì thế? Kết quả đi mất. Vậy là mất móc khóa rồi. Chờ đã, mình có một ý tưởng. Mình sẽ dùng cuộn băng dính này. Thử thôi mất gì. Nhưng mình phải làm cho nó đáng yêu. Dán một hình dán trái tim vào đó nè. Tiếp theo mình sẽ gấp băng dính lại. Mình muốn tạo một vòng lặp. Mình sẽ thêm một dải băng dính nhỏ vào phần đầu, gài phần đầu vào trong. Sau đó mình sẽ ép đáy vào nhau như này, tạo thành một chiếc túi. Ok, mình cần thêm băng dính, dán lên phía trên nè, và làm tương tự ở phần dưới, dán cho thật kín vào nha. Cái bụng quá đi, nhưng còn một việc nữa cần làm. Mình phải biến nó thành cái móc khóa, nối cái móc này vào băng dính. Hoàn hảo luôn, nó sẽ được treo trên ba lô của mình. Còn đẹp hơn mình tưởng tượng nữa. Đi vào lớp thôi. Bé con đáng yêu của mẹ thế nào? Chà, đã đến lúc tìm ra. Liệu sẽ là con trai hay con gái? Hãy khám phá. Nổ to quá. Háo hức quá đi mất. Vui ơi là vui. Khoan, búp bê nè. Pikachu. Vui quá đi mất. Mà chờ một chút. Chuyện gì thế này? Không đời nào. Chuyện này không thể xảy ra. Con chào mẹ. Vậy có gì ăn không? Bài này thú vị thật đấy. Này Barbie, cậu đến lâu chưa? Chuẩn bị sách vở nào. Vở ghi có. Bút chì của mình đâu nhỉ? Rõ ràng mình có mà. Đúng rồi, Barbie lúc nào cũng mang thừa. Để nghĩ xem. Khoan, mình hiểu rồi. Bạn thân, cho tớ mượn bút chì được không? Tớ lại làm mất bút. không thành vấn đề. Tớ có một cây ở đây. Cầm đi nè. Cảm ơn cậu, mình cũng phải bắt đầu làm bài thôi. Mình biết câu này. Sao lại khó quá? Lẽ ra mình phải học chăm hơn. Gì nữa? Cái bút chì bị thu nhỏ hay mình là người khổng lồ? Không dùng được nữa. Barbie ơi, tớ cần một cây bút chì khác. Ok, cầm đi nè. Chờ đã, cậu làm gì vậy hả?
tớ đang cố suy nghĩ. Việc này giúp tớ tập trung. Nhầm 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 nhầm. Yeah, ngon đấy. Nhìn cậu giống con Hải Ly. Dừng lại, đưa cho tớ. Làm gì mà con? Bút chì của tớ có hạn thôi đấy. Thế làm sao tớ làm bài được chứ? À, đừng đổ lỗi cho tớ. Mà chờ một chút, tớ đã có cách rồi. Tớ có thể làm đầu bọc bút chì cá nhân, dùng miếng xốp này được nè. Và việc thế nào? Tớ sẽ dán hai đầu vào nhau thành một hình tròn. Sau đó tớ sẽ phun keo quanh rìa. Tiếp theo tớ lấy một miếng nhựa hình tròn và đặt nó lên trên miếng xốp. Khi keo khô tớ sẽ lật miếng xốp lại. Tiếp theo tớ cần kim tuyến màu vàng. Tớ sẽ dắt kim tuyến vào trong hình tròn rồi đặt thêm một miếng nhựa nữa lên trên. Đã đến lúc trổ tài khéo tay, tớ sẽ vẽ một khuôn mặt lên nhựa. Rồi tớ dán một ống xốp nhỏ vào mặt bên. Ống này để cắm bút chì vào. Nó làm tớ nghĩ đến một người. Đúng như kế hoạch của mình. Tớ có cái này cho cậu. Chắc cậu sẽ thích đấy. Cậu làm cho tớ á? Wow, tớ thấy thật đặc biệt. Cảm ơn cậu, nó đẹp lắm. Mình nên làm gì đó cho Barbie. Nhưng gì đây? Một thứ ngọt ngào và thể hiện được tấm lòng. À ha, kẹo trang trí. Dùng cái này được nè. Kẹo luôn luôn là chân ái của mình. Mình chỉ cần trộn kẹo vào kẹo cao su. Ok, sang phần tiếp theo. Mình sẽ thổi một quả bong bóng. Đẹp quá đi mất. Ok. Cứ chờ đi, tớ cần bút chì của cậu. Đợi một xíu thôi nha. Ta-da, cậu thấy thế nào? Tớ biết, nó cực kỳ dễ thương. Tớ muốn tặng cho cậu. Trời đất ơi, tớ thích lắm, dễ thương xỉu. Y như tớ. Ok, quay lại làm bài chán òm. Mệt bở hơi tai. Hi Barbie, cậu sẽ không tin chuyện hôm nay đâu. Wow. Này, cẩn thận chứ. Yêu ơi, đây là gì? Cậu đang đùa tớ à? Thế khiếp lên được. Lúc nãy tớ đang đứng ở tủ đồ của tớ và Kevin. Khoan, tớ chuẩn bị hát hơi. Tớ kết bị hát hơi thế này. Rồi, chắc không ai thấy đâu. Tớ làm nhiều điều tệ hơn. Vậy, cậu ấy nói đùa và tớ cười phá lên. Hợp nhau làm ý. Tớ chẳng hiểu bài này một chút nào. Lại nữa, rồi nhưng nhanh lên đấy. Đừng để ai nhìn thấy cậu. Nhanh cái tay đi. Nhanh lên. Hả? Cậu đang đùa tớ à? Cậu đã làm gì? Vụn bánh phải không? Ồ, xin lỗi. Sao tớ lại quên mất? Cậu muốn ăn không? Không ạ, tớ ăn hết nhé. Sao chúng mình lại là bạn? Tớ sẽ doa dịu mình bằng thanh sô-cô-la này. Ôi, tớ lại gây chuyện rồi phải không? Tớ xin lỗi. Mà đợi một xíu, thanh sô-cô-la này nhìn thơm ngon chảy nước miếng. Và nó khiến mình nảy ra một ý. Sẽ không lâu đâu. Trước tiên mình sẽ cần một thanh hồ dán. Thoa nó lên khắp quyển vở. Sau đó dán một miếng bìa cứng lên. Mình sẽ vuốt cho phẳng, không có vết nhăn. Rồi mình làm tương tự với mặt bên kia. Kiểm tra xem dính chắc chưa nhé. Mình đã cần vài miếng bìa hình chữ nhật. Mình sẽ tạo các đường gấp trên bìa. Mình muốn gấp nó thành hộp. Mình sẽ phun keo vào mỗi cạnh thế này. Sau đó mình sẽ đặt một miếng bìa cứng nữa vào. Mình sẽ nhấn các nắp vào bìa. Vậy là hộp đã được dán chắc chắn. Mình sẽ cần thêm nhiều hộp, nhưng mình sẽ chỉ dán chúng lên nửa phía trên. Còn với nửa phía dưới mình sẽ dán bìa màu xanh, thêm một khuôn mặt cute phô mai que. Tiếp theo mình sẽ bóp nhiều một tờ giấy bạc. Mình muốn nặn cho nó thành hình chữ nhật, sau đó phun keo lên trên. Vậy là đủ rồi, mình sẽ dán nó vào quyển vở. Vậy là hoàn thành. Giống như một thanh sô-cô-la, nhìn mà thấy đói bụng. Này, cậu xem đi. Xin lỗi đã làm hỏng vở của cậu. Cha tớ à, dễ thương quá. Cậu hiểu tớ thật đấy. Mình cũng phải làm gì đó đáp lễ. Và mình đã có ý tưởng trong đầu. Mình sẽ cần miếng xốp màu vàng. Mình sẽ cắt giấy bìa cứng thành hình tai. Giờ mình sẽ vẽ viền. Khi đã xong, mình sẽ cắt chúng ra. Tiếp theo mình lấy một miếng nỉ màu vàng. Mình sẽ đặt sổ ghi lên trên. Phun hai đường keo lên dìa phía trên. Rồi dán hai chiếc tai vào. Tiếp theo mình sẽ mở cuốn sổ ra và phun keo vào bìa trong. Mình sẽ gấp miếng vải nỉ và dán vào bên trong nè. Mình sẽ dùng hai hình tròn màu hồng làm má. Sau đó mình sẽ hoàn thiện khuôn mặt, vẽ thêm mũi vào mắt nè và nụ cười tươi rạng rỡ. Xem tớ có gì nè. Của cậu đấy. Cứ như nhìn vào trong gương ấy. Wow, thật mềm mại dễ thương. Hay quá đi mất. Cuốn sổ của tớ lại làm tớ đói bụng. Nhìn quá hấp dẫn, chỉ muốn cắn. Wow, bức tranh đang dần hoàn thiện rồi nè. Trong phòng rất yên tĩnh. Phải nói là quá yên tĩnh. À, bảo tại sao Pikachu lại trốn nữa rồi. Này, tôi biết cậu ở trong đó. Mau ra đây, nhà còn ba việc. Chuyện gì vậy trời? Để im cho tớ ngủ. Barbie nhiều lúc cũng phiền ghê. Đừng ngó lơ tớ. Vậy ra là thế hả? Tại cậu ép tớ đấy nhé.
Tôi đang buồn ngủ. Này, cậu thế nào? Ồ, tớ quên mất có lớp mỹ thuật. Tớ chuẩn bị tạo nên kiệt tác tiếp theo đây. Nhưng tớ cần nguồn cảm hứng. Chẳng nghĩ ra cái gì cả. Chắc tớ quay về ngủ tiếp thì hơn. Chờ đã, nghĩ ra rồi. Bức tranh của mình sẽ rất đẹp. Đầu tiên mình sẽ gấp một tờ giấy. Sau đó mình vẽ một Pokeball. Vẽ nửa hình tròn ở phần gấp phía trên nè. Sau đó vẽ thêm một nửa hình tròn nhỏ hơn vào giữa. Mình sẽ làm tương tự với phần gấp phía dưới. Giờ thì mở tờ giấy ra. Mình sẽ vẽ hình Pikachu ngay sát phần đáy. Đây sẽ là chân dung tự họa. Vẽ thêm hai cánh tay và đôi tai. Và hoàn thiện khuôn mặt. Tiếp theo mình sẽ tô màu cho nó. Hiển nhiên mình dùng màu vàng. Cố gắng không tô trơm ra ngoài. Mình sẽ vẽ đôi má đỏ và chiếc lưỡi màu hồng. Tiếp theo mình cần tô màu cho Pokeball. Mình sẽ chỉ tô nửa trên, để lại một hình oval nhỏ giống như phản ánh sáng. Ok, vậy là xong rồi. Giờ mình có thể gấp tờ giấy lại. Làm thế này hoài không chán. Phải khoe với Barbie ngay. Barbie, cho cậu xem cái này nè. Wow, thông minh thật đấy. Tớ rất ấn tượng. Khoan đã, đó là gì? Cậu nhìn thấy đúng không? Có một vết bút chì trên đó. Gì cơ? Ôi không, sao nó lại ở đây? Tác phẩm tuyệt đẹp của tớ hỏng mất rồi. Đừng khóc, sẽ ổn thêm à. Để tớ sửa cho. Tớ cần búp bê giúp. Chọn ai đây ta? À, em này. Đúng rồi, cứ bước đi trên bức tranh. Hiệu quả nè. Đôi giày vừa giành địa vừa hữu ích. Wow, lại như mới rồi nhé. Cậu làm sao hay vậy? Tớ sẽ tiết lộ bí quyết cho cậu. Giày của búp bê không phải lúc nào cũng đẹp. Hãy tháo ra nhé. Tớ sẽ cần chỉnh sửa lại một chút. Tớ có hai cục tẩy bút chì có hình dạng giống như đế giày. Tớ sẽ phun keo lên chúng. Sau đó trước khi keo khô, tớ sẽ ấn chiếc giày lên cục tẩy. Đơn giản vậy thôi. Vậy là được một đôi rồi. Nào, chị đeo thử cho nhé. Vừa như in luôn nè. Em thật lộng lẫy. Chị ghen tị đấy. Ước gì tớ cũng có đôi giày như vậy. Lúc nào tụi mình đi mua sắm cùng nhau nhé. Chuẩn rồi. Xài bước nào cô gái. Hey. Đẹp ha. Wow, cậu làm tớ ngạc nhiên quá. Tớ biết làm gì nếu không có cậu. Tớ đang nghĩ là sẽ treo tranh này lên tường. Ôi không, mở mất rồi. Sao mình lại ngủ quên cơ chứ? Khoan, sao chỉ có một cây bút? Ồ, bảo sao. Tối qua mình cao hứng vẽ vời. Căn phòng hơi bừa bộn xíu. Ồ, đã vội rồi thì chớ. Sao lại rơi vào đây được? Chạy lẹ đến trường thôi. Pikachu suốt ngày đi muộn. Tới đây. Ngờ báo cháy bỏ chết luôn. Ê, nhìn đây nè. Tớ vẽ unicorn lên hồ bút chì. Nhìn thôi đã thấy vui rồi. Wow, tớ chưa từng thấy thứ gì như thế. Cậu sáng tạo quá. Nhìn cái đống này xem. Ước gì tớ gọn gàng được như cậu. Thôi đành chấp nhận con người mình. Nhưng có lẽ cũng không đến nỗi. Mình đang dần có ý tưởng. Chỉ cần lên kế hoạch thôi. Được, thử thôi mất gì. Mình sẽ cắt một phần từ túi đựng tài liệu, rồi vẽ các đường kẻ trên đó. Sau đó mình dùng thước kẻ để gấp nó lại. Như vậy mình sẽ có một rìa thẳng. Chỉ cần gấp theo tất cả các đường kẻ thôi. Làm thế này dễ hơn nhiều. Nên gấp cuối cùng nè. Giờ mình có thể gấp lại thành chiếc hộp. Gấp các đường như thế này nè. Các năm này sẽ giúp cố định hộp. Trông nó hơi đơn điệu. Mình sẽ vẽ theo phong cách riêng. Bắt đầu với đôi mắt. Và rồi mình sẽ vẽ hình tròn làm má. Gần xong rồi đó. Wow, còn đẹp hơn mình tưởng tượng. Đôi lúc mình tự thán phục bản thân. Vậy là có hộp đựng bút chì lý tưởng. Cậu tự làm á? Không là bút lộn xộn. Mọi thứ tớ cần đều ở trong này. Giờ tớ không nghĩ ra cách này sớm mất nhỉ. Tớ cần một chiếc bút khác. Thật may là tớ biết bút nằm ở đâu. Ok. Thầy Crackman thật vô lý. À vâng, lại kiểm tra. Đơn giản. Vì mình đã chuẩn bị rồi. Này Kate, xem tớ có gì này. Trời đất quỷ thần ơi. Cậu không biết mình đang làm gì đâu Jack. Sao không chứ? Dù là hình học hay tiếng Anh thì tớ cũng có đủ hết. Vậy đó là lý do em mặc cái áo buồn cười này hả? Ôi. Giờ xem, cái áo và cái nón này là của thầy rồi. Ôi không, con đường học vấn của tôi. Tớ không tin là cậu lại nghĩ cách đó hiệu quả đấy. Này Jack, đừng lo, tớ đã lo liệu rồi. May mà mình có cái miếng đệm này. Chỉ cần lấy lớp lót ra. Tiếp theo, đưa tớ một cây bút nào. Mình có thể viết mọi thứ mình cần lên. Cả phương trình cũng đủ chỗ luôn. Ai lại cần học bài khi bạn đang có một chiếc giày và một cây bút cơ chứ? Và giờ chỉ cần nhét lớp lót lại vào trong giày. Ở yên nhé phương trình, tao sẽ cần mày đấy. Không ai có thể biết được.
Tớ tới giúp cậu đây này Jack ơi. Vì tớ có một chiếc giày đáng tin cậy. Sao cậu lại đưa tớ chiếc giày gớm ghiếc này vậy? Nó không giúp tớ qua được môn hình học đâu. Không phải chiếc giày, mà là bên trong ẩn chứa một phương trình tuyệt vời. Đợi đã, chuyện gì đã xảy ra với bài toán của tớ thế? Mực bị mờ hết rồi. Mấy phương trình kia nằm hết dưới gót chân của tớ rồi. Ôi, con đường học vấn của tôi. Đừng nói chuyện nữa và chuẩn bị rớt môn đi. Mình đã dành hết thời gian để viết những phương trình đó mà giờ lại không được gì cả. Mình biết đến lớp sớm là một quyết định đúng đắn. Không ai có ở đây, giờ là lúc hành động đấy. Những cái phao nhỏ xíu này đã sẵn sàng rồi. Phải kiểm tra lời giải trong điện thoại mới được. Mình còn không viết được chính xác lời giải ngay cả khi nó ở trước mặt mình nữa là. Không hề gì, cục tẩy tới giải cứu đây. Ôi không, phao của mình. Ước gì có cách gắn chúng liền lại với nhau. Đợi đã, có cách đây. Băng keo, không có gì là mày không làm được phải không? Đợi đã, băng keo làm được mọi thứ mà nhỉ. Đầu tiên, mình cần một miếng giấy có cùng chiều rộng với chiếc băng keo. Giờ thì viết ghi chú lên. Ôi, đại số, tại sao mày lại khó như vậy? Tới lúc dùng miếng băng keo hai mặt rồi. Mình cần một miếng dài, phải cẩn thận để nó không bị cắt ra khỏi đồ xé băng keo nhé. Giờ là lúc cẩn thận đặt miếng giấy lên băng keo. Vừa y luôn. Giờ chỉ cần cuộn miếng giấy dính băng keo lại. Tất cả đã xong, dùng được rồi. Ai mà phát hiện ra được chứ? Ôi, đồ xé băng keo, mày sẽ giúp tao đạt điểm 10. Nhìn những phương trình đáng yêu này này. Kate, cậu đến sớm vậy? Xem tớ có gì này. Tất cả các đáp án, phải thành thật mà nói. Đây là việc thông minh nhất mà cậu làm được đấy. Các em, chuẩn bị rớt thêm một bài kiểm tra đại số nữa nhé. Này băng keo, đừng làm tao thất vọng nhé. Hóng bài kiểm tra này ghê đấy. Bài của em đây Kate. Cảm ơn thầy Clarkman. Được rồi, làm bài thôi. Đến lúc lấy băng keo ra rồi đấy. Vẫn ở chỗ cũ này. Xin chào đáp án cho câu hỏi đầu tiên. Và cả câu hỏi thứ hai, thứ ba nữa. Được rồi, chỉ một câu hỏi nữa thôi. Sang câu 4 nào. Đợi đã. Câu trả lời trong câu 4 này là gì? Được rồi, xem băng keo nào. Là ở đây, đây hay đây? Phải ở đâu đó trong này chứ. Kate, nhìn cậu giống xác ướp quá. Hoan hô Kate, giờ ra khỏi lớp mau. Vâng. Buồn cười quá đi mất. Mình không thể thôi ngắm chiếc vòng cổ này. Chỉ là... wow, mình thật may mắn. Nó chỉ là quá đẹp. Wow. Ow, đau quá. Ôi không, vòng của tớ vẫn mất rồi. Chán thật đấy. Ồ, là la, biết đâu mình sửa được. Xin chào, có ai ở đó không? Hãy nhìn chất lượng của chiếc máy hàn đó đi. Này, yuhu, bên này nè. Hả? Cậu muốn cái gì? Chào Annie, vào đây đi. Ờ, cậu chắc chứ? Cậu làm gì đấy? Tớ làm đứt vòng cổ. Ờ... cậu làm gì mà đứt đôi luôn? Nhưng mà tớ sửa được. Để tớ xem có vấn đề gì. Ờ... không sửa được nữa. Vứt vào thùng rác cho lành. Nhưng tớ thích nó. Không, cậu không thích. Tớ sẽ làm vòng cổ đẹp hơn cho cậu. Nhìn đây nè. Cậu có thấy ổn không vậy? Đây không phải là phong cách của tớ. Tớ chưa xong đâu. Không, tớ chịu thôi. Kiểu này hơi điên điên. Wow, cậu hơi bị cầu kỳ về chuyện trang sức đấy. Tớ hết ý tưởng rồi. Phải có cách nào cho chúng mình chứ. Mà chờ một chút, tớ nghĩ ra cách rồi. Tớ chỉ cần puppet này thôi.
thầy sẽ phun nhựa từ bút 3D này vào các lỗ nhỏ. Cứ làm như vậy đến hết hàng luôn. Sau đó, tớ sẽ đặt dây chuyền dọc theo và phun thêm nhựa lên trên. Tớ muốn đảm bảo nhựa bọc lấy dây chuyền. Giờ chỉ cần đợi cho nó cứng lại, tớ sẽ lấy ra khỏi puppet. Thử đi nè. Trông tớ thế nào? Tớ muốn xem nó. Wow, trông giống như những bông hoa. Không tin nổi là cậu tự làm. Oh wow, đẹp quá đi mất. Cảm ơn cậu. Này, việc của tớ mà. What? Huh? Yes. Eh? Eh? Wow. Hey. Oops. Lẽ ra bây giờ mình đang xem phim trong rạp rồi. Thôi, ăn kẹo cho đỡ buồn cũng được. Mâm mâm nào. Hoặc là không. Quy định là gì hả Matthew? Cấm làm việc riêng trong giờ. Vâng ạ. Đến đâu rồi ta? Ít nhất mình có thể uống. Phải uống đủ nước chứ. Chào chào. Không được uống luôn ạ. Mình thực sự ghét nơi này. Đói chết mất. Mệt ghê cơ. Quy định ngớ ngẩn. Không được ăn uống thì nói chuyện vậy. Alo bro ạ. Ahem. Tớ gọi lại sau nhé. Trời, mình chẳng còn gì cả. Bạn trẻ chẳng bao giờ chịu học. Không được ăn, không điện thoại, chẳng làm gì. Ôi, có cần phải vậy không ạ? Em không thể làm gì ngoài ngồi một chỗ à? Nơi quái quỷ gì thế này? Không công bằng gì cả. Viết lách làm mình buồn ngủ quá. Hả? Giờ lại còn dám ngủ hả? Có chuyện gì vậy? Không được ngủ trong lớp. Sao mình dây ra đầy tay thế này? Hiểu rồi, mình sẽ làm như đang thức. Bạn có thấy giống tớ không? Chúc cô giáo ngủ ngon. Và tới vùng đất mơ nào. Thằng bé đang nhìn gì vậy? Thôi kệ, miễn là nó không ngủ. Bài này khó quá trời. Máy tính cũng chả giúp ích gì. Trừ khi... hai máy tính. Trừ đi một máy tính. Ơ, à, xem nào. Có thế chứ. Chuẩn, đáp án là một. Thế đó, vậy là xong. Mình đúng là Einstein thời hiện đại. Einstein hả? Em có thể nghĩ về chuyện đó ở trong lớp phạt. Không, mình phải trốn thoát khỏi đây. Mình ghét bị phạt thế này. Lại thêm một hôm phải chép phạt mấy thứ vô bổ này. Chán như con rắn. Zoe ơi, đi thôi. Nhanh nhẹn lên. Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ làm xong chứ. Em xong rồi ạ. Ồ, tốt đấy. Chồng thứ hai của em đây. Hả? Một chồng nữa á? Gặp sao vậy? Đừng đi mà. Hôm nay đúng là ngày tàn tạ. Thế mới biết sợ. Mới chừa. Ủa? Bút của mình hết mực rồi. Mình viết muốn gãy cả tay rồi đây. Thôi lấy bút khác vậy. Quên giữ mất miếng táo rồi. Còn bút nào không ta? Cái này chẳng ích gì. Mà mâm miếng bỏng luôn. Có gì trong đây không nhỉ? Dây rút à? Thực ra cái này có vẻ ổn đó. Có vẻ cuối cùng mình cũng sắp thoát được.
Em chào cô. Em mà không đi được, cô cũng không nhé. Chúc cô may mắn ra khỏi ghế nhé. Bút nè. Chào vui chuẩn bị bắt đầu rồi. Ok, cô em xong rồi. Nhanh vậy à? Cô có một chồng nữa cho em đây. Wow, ghế này bị sao vậy trời? Kẹt luôn rồi. Em sẽ phải trả giá cho chuyện này. Gì cũng được. Chờ cô nhé. Quay lại đây em kia. Mình không thể ngồi đây nữa. Cô giáo còn chẳng nhìn xuống đây. Cô thầy đấy, đừng có dở trò. Cô có như camera biết đi ấy. Đồ nghiệp dư. Tớ chịu. Gabby ơi, có chuyện gì? Cậu ấy đâu? Ôi trời, giờ mình ở đây một mình à? Mà khoan đã, tớ cần cái này hơn cậu đó. Mượn cái tay xíu nha. Thế này mình yên tâm đọc phao rồi. Đáp án quá rõ ràng luôn. Rồi. Hả? Em sắp xong rồi. Vậy làm nốt đi. Cô tin sái khổ luôn kìa. Thả ra Emily. Không, cô tớ mà. Từ thầy nào trước. Thôi đi, chỉ có một cách để giải quyết chuyện này. Phải sao? Bắt đầu đi. Mình là vòng tròn. Nó luôn giúp mình thắng. Cậu bắt đầu từ ổ ở giữa sao? Cậu sẽ thua cho xem. Cậu rơi vào bẫy của tớ rồi. Tớ biết cậu sẽ làm thế mà. Sẽ dễ như ăn bánh thôi. Chưa xong đâu. Giờ cậu sẽ làm gì? Xem và học hỏi nhé. Lẽ ra mình phải thấy chuyện này chứ nhỉ. Đợi đã, biết rồi. Nhưng cậu không thể làm thế. Vậy sao? Tớ phải làm đấy. Và nhìn nè, tớ thắng rồi. Không, không thể như thế được. Được rồi, cậu có thể lấy con gấu. Nhìn đôi mắt kìa. Mình sẽ bị lạc trong đó mất. Cậu không thể hoàn hảo hơn được. Cậu có mọi thứ mà con trai nên có. Chúng ta sẽ là một cặp đôi dễ thương. Đợi đã, có lẽ có cách đấy. Cuốn sách thần chú của mình chắc sẽ giúp được. Ý là, có gì để mất đâu chứ. Nhưng trước tiên, mình cần bùa hộ mạng. Mình sẽ dọn chỗ này. Mình cần một tô epoxy resin. Sau đó mình sẽ thêm kim tuyến. Như vậy sẽ giúp nó lấp lánh. Bây giờ trộn lên. Mình muốn phải trộn đều, như này nè. Tiếp theo, mình sẽ đổ nó vào trong khuôn. Mình sẽ dùng hình trái tim. Wow, nhìn màu sắc kìa. Mình sẽ đổ đầy khuôn luôn. Sau đó chờ nó cứng lại. Giờ lấy ra khỏi khuôn và thêm dây đeo vào. Wow, nhìn đẹp quá. Đúng là thứ mình cần. Nhưng chưa xong đâu. Giờ đến câu thần chú. Sợi dây chuyền này sẽ khiến Matthew yêu mình và giúp cậu ấy nhận ra mình là định mệnh của cậu ấy. Làm đèn hiệu để thu hút cậu ấy. Được rồi này. Không dám tin luôn. Oh yeah, bắt đầu thôi. Emily. Wow. Cậu ấy đã thấy mình. Phải đến bắt chuyện với cô ấy. Ê Emily, hôm nay trông cậu xinh quá. Wow, tớ rất thích vòng cổ của cậu. Nó có gì đó rất thu hút. Hả? Cậu không sao chứ? Tớ nghĩ tớ phải đi rồi. Đợi đã, cậu không được đi đâu hết. Cậu làm gì vậy? Thả tớ ra. Ok, mình không nghĩ lại như vậy. Mở cửa ra Emily. Không, tớ không sao. Đúng là một ý tưởng ngu ngốc. Đây, cậu có thể giữ nó. Tớ không mua nó nữa. Hả? Cái này đâu ra vậy? Kỳ lạ thật. Đợi đã, chiếc vòng cổ. Mình phải có nó. Dừng lại đi. Kỳ lan, mày mềm quá. Tao có thể ôm mày cả ngày. Đợi đã. Đây là răng mình sao? Sao lại có chuyện này được? Có nghĩa là tiên răng sắp đến. Mẹ ơi, vào đây đi ạ. Mọi chuyện ổn chứ con yêu? Mẹ nhìn răng con rụng nè. Thằng cún của mẹ lớn rồi. Mình biết mình muốn gì từ tiên răng rồi. Mình muốn có AirPods. Chà, con nên để nó dưới gối. Ý kiến hay đấy mẹ. Như vậy sẽ giúp nó được an toàn.
và giờ đợi thôi. Hồi hộp ghê. Con phải đi ngủ đi, tiên sẽ đến nhanh thôi. Vâng ạ. Không được quên Kỳ Lân. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Gặp con vào sáng mai nhé. Đến lúc làm việc của mình rồi. Nhìn thằng bé kìa, nó dễ thương ghê. Mình sẽ lấy cái răng. Hy vọng không đánh thức Matthew. Được rồi, giờ mình sẽ để lại chiếc AirPod này. Có vẻ là mối thỏa thuận hợp lý. Hy vọng thằng bé sẽ thích. Đợi đã, mình sẽ làm cho nó độc đáo hơn. Mình cần bút 3D. Bắt đầu bằng việc vẽ những đường thẳng lên hộp. Mình sẽ vẽ thật khít và đẹp, không muốn có khoảng hở nào. Sau khi xong, mình sẽ bắt đầu với nắp. Mình sẽ vẽ những đường nhỏ ở một bên nắp. Sau đó vẽ vòng qua mặt bên kia. Như vậy được rồi. Mình sẽ vẽ một con kỳ lân lên mảnh giấy cứng, rồi dùng bút 3D đồ lên. Chỉ cần vẽ bên trong những đường thẳng. Phần đầu tiên đã xong. Tiếp theo mình sẽ vẽ cái tai và giờ đến bên kia. Mình sẽ đổi màu và đồ vào những phần còn lại. Mình muốn nó thật sặc sỡ. Những phần này sẽ nối với nhau. Nhìn đẹp quá. Không được quên cái sừng. Nhìn hoàn hảo luôn. Giờ mình sẽ thêm những chi tiết cuối cùng. Mình khá là hài lòng với nó. Mình sẽ bỏ nó vào trong hộp. Cái nắp nhìn giống miệng của Kỳ Lân. Mẹ thì sẽ thích lắm đây. Mình nghĩ để dưới gối được rồi đấy. Đây sẽ là một bất ngờ. Mình rất nôn nóng muốn thấy mặt thằng bé. Mình thật may mắn. Không biết Tiên Giang đến chưa nhỉ? Chỉ có một cách để biết. Wow, xem này. Tuyệt quá. Woohoo. Mẹ ơi. Sao thế con? Tiên Giang đến rồi sao? Bà ấy để cái này lại cho con. Wow, Tiên Giang tài năng quá. Phải dùng thử ngay mới được. Mẹ lấy cái này đi. Hay nhỉ? Đúng vậy. Sha la la la. Cái kính này bẩn quá. Như vậy mới phải chứ. Ồ, có khách. Tôi đến đây để tiêu thật nhiều tiền. Đó là điều tôi muốn nghe. Tha thiết quá. Chúng ta có gì ở đây nào? Đây là thời trang sao? Tôi thích nó. Cô còn có gì khác nữa không? Đây là thứ mình muốn nói tới nè. Cứ như thể nó đang gọi mình vậy. Thử xem nào. Hợp với anh đấy. Dĩ nhiên, tôi khiến mọi thứ đẹp đẽ lên mà. Này, tôi thích cả bộ quần áo luôn. Nhưng cái gì sẽ giúp nó hoàn chỉnh nhỉ? Cặp kính. Anh sẽ trông rất sành điệu. Tôi rất muốn trông sành điệu. Nhìn được đấy. Thử xem nào. Tôi nghĩ tôi sẽ thử. Tôi thường thích những thứ lung linh. Tôi thích nó, xem thử đi. Không chắc lắm. Nó không hợp với tôi. Anh vừa. Thôi không sao. Cái này thế nào? Ok, tôi sẽ thử. Không biết nữa. Tôi chắc chắn có thứ anh thích. Tôi có rất nhiều phong cách. Không được. Tôi không thích cái nào cả. Còn cặp kính của tôi thì sao? Tôi đi đây. Đợi đã, đứng lại. Gì vậy? Tôi có một thứ để anh thử. Nghĩ đi, mình cần phải bán được hàng. Chắc sẽ được đấy. Không, mình đã dùng hết điều ước rồi. À ha, dùng bắn keo chưa bao giờ làm mình thất vọng. Mình sẽ dùng keo kim tuyến để vẽ một hình. Mình muốn nó trông giống đám mây. Vui ghê. Giờ mình sẽ vẽ đám mây thứ hai. Đây sẽ là gọng của cặp kính tùy chỉnh. Giờ mình sẽ nối chúng lại với nhau. Tiếp theo mình cần epoxy resin màu xanh. Mình sẽ xịt nó lên những đám mây. Làm tương tự với đám mây thứ hai. Đây sẽ là tròng kính. Giờ phải đợi cho nó cứng lại. Mình đang làm chân cho cặp kính. Khá là đẹp nhỉ. Ý là mình sẽ đeo nó. Nhìn cái này nè. Tôi tò mò đấy. Đưa nó đây. Cặp này đẹp hơn mấy cặp kia. Tôi thấy đẹp đấy. Đây đúng là thứ tôi cần. Thật nhẹ nhõm. Tôi sẽ mua nó. Bao nhiêu tiền? 5 đô. Ý tôi là đợi đã. Anh biết đấy là có 102. Nên nó có giá 500 đô. Một món hời. Sự đẹp trai là vô giá. Wow, cảm ơn. Không, cảm ơn. Ta ta. Chào.
Lần khác quay lại nhé. Không dám tin là cách đó hiệu quả luôn. Hồi hộp quá. Mình sẽ chỉ hỏi một câu thôi. Emily, mình phải tự tin hơn. Emily, không, nghe sợ quá. Emily, cái này cho em nè. Đây là biểu tượng của tình yêu của anh. Hy vọng em cũng có cảm xúc giống anh. Ups, ôi không, nó đi đâu rồi? Chắc ở đâu đó quanh đây thôi. Sao chuyện này cứ xảy ra với mình vậy? Hey Emily, nãy giờ anh đang chống đẩy thôi. Ngồi xuống đi. Trông em xinh quá. Dễ thương kìa. Anh nói thật đấy. Đợi đã, đó là sơn móng tay sao? Anh mượn nhé. Chi vậy? Tin anh đi, nó sẽ giải quyết mọi chuyện. Mình sẽ dùng sơn móng tay rồi sơn quanh băng cá nhân. Mình muốn làm một miếng mỏng. Sau khi nó khô, mình sẽ vẽ lên nó. Màu hồng là màu hoàn hảo nhất. Mình sẽ tô những khoảng trống bằng màu tối hơn này. Nhìn đẹp đấy. Bước cuối cùng là một hình trái tim. Nhìn thật hoàn hảo. Tốt hơn không nên làm rơi cái này. Ok, được rồi. Emily, có chuyện gì vậy Matthew? Ôi trời, anh đang đùa sao? Anh muốn hỏi em một chuyện. Không thể tin được. Em lấy anh nhé. Dĩ nhiên rồi. Anh rất hy vọng em sẽ nói thế. Em chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Mình chán lắm rồi đây này. Uống nước ngọt cho tỉnh người nào. Cạn lên nha. Ui Gabby, em có cần cô phải nói không? Không được uống ạ. Sao em biết được? Nơi này toàn là quyết định. Đưa cho cô. Nước ngọt có hại cho sức khỏe đấy. Mình lại đang chán cà phê rồi. Ủa, cô chơi gì kỳ vậy? Cô ơi, tôi ra ngay đây ạ. Nói chuyện chút nhé. Cô sẽ phải hối hận cho mà xem. Mà cứ từ từ trêu cô xíu cho vui. Cô sẽ ước là đã vứt đống này đi. Cốc số 1. Mất đáy luôn này. Cô thích Coca à? Vậy thì có ngay và luôn. Hoặc cô tưởng thế giống nhau cả thôi. Thêm một miếng giấy bóng kính. Và đóng nắp vào nè. Phải cắt hết phần rìa đi mới được. Còn lâu cô mới biết có gì bên trong. Phải nhanh lên mới được. Đừng di chuyển nha. Chuyện này sẽ hay ho lắm đây. Xong xuôi rồi. Thế đúng là thiên tài mà. Em cũng vậy nè. Có vẻ vẫn ổn cả. Lạ quá, Coca đâu rồi? Ú là la. Hả? Váy của tôi. Sao? Tại sao? Đừng nhìn em ạ. Thưa cô, em đây ạ. Tốt, tập này cũng phải đến trăm tờ ấy. Mình phải làm nhanh cho xong để còn về. Em mang cà phê cho cô ạ. Hai kem một đường. Ôi, em dễ thương quá. Em biết cô thích cà phê ạ. Nè, cậu ta chỉ phải chép một tờ thôi á. Kệ đi. Chào cưng. Đủ trí trá, không công bằng tí nào. Cậu xong với tớ rồi, chết này. Trời, đã thì đã. Ủa, ra mình đang tưởng tượng. Nhưng ít ra mình có thể trả thù một chút. Và người phải hứng chịu chính là cô giáo. Alo, chị khỏe không? Đã đến lúc. Cô thích cà phê lắm hả?
phải đổ hết đi đã. Chà, gần hết thôi. Cô sẽ hết hồn cho mà xem. Chắc đủ rồi nhỉ? Phải tiêu hủy chứng cứ đi. Truyền lệ thôi. Ê, nhìn kìa. Chị vui tính quá. Bye nhé. Cà phê của cô sao lại thế này chứ? Ôi cha, bẩn quá này. Không phải cà phê sao? Dạ, không phải em đâu ạ. Không phải của em. Bắt được rồi nhé. Chết phạt hôm nay cũng vui phết. Sấy tóc nào, mình sẽ xinh lắm đây. Tuyệt vời. Đến lúc làm bài tập về nhà rồi. Ôi, mình thích món khoai tây này quá. Bài tập này sẽ dễ thôi. Bỏ mớ rác này qua một bên đã. Mở máy lên. Sao mày không mở lên? Cách này sẽ giúp mình. Lắc lắc lắc. Eo, hy vọng không ai thấy. Chắc giờ được rồi đây. Không. Laptop, tại sao mày lại ghét tao vậy hả? Đợi một chút. Mình có một giải pháp thông minh này. Mình có một cái chai 2 lít và một con dao. Cắt phần trên của cái chai ra. Mình cần một miếng khăn giấy ở bước này. Mình sẽ bỏ khăn giấy vào chai. Nó vừa với phần đuôi của cái máy sấy tóc. Mình sẵn sàng rồi đây. Nó giống như một cái máy hút bụi mini vậy. Xem nó hút hết bụi khoai tây này. Sạch sẽ. Xong và xong. May mà đã đến giờ ăn trưa rồi. Không đời nào. Maddie, nhìn này. Trời đất, cái áo mới của tớ. Có dính bẩn không ta? Cậu biết sao rồi đó. Mình không có cái gì để thay. Thôi nào vết bẩn, biến đi. Toàn là lỗi của cậu đấy Jennifer. Có thể chúng ta sẽ giấu nó đi. Này, cậu có thể đeo thắt lưng của tớ. Đến đây, tớ sẽ chỉ cậu. Tớ không nghĩ nó hiệu quả đâu. Trừ khi chúng ta làm bước cuộn nó lại. Đầu tiên, vòng thắt lưng quanh eo. Thắt chặt nhất có thể. Khi đã cố định thì kéo áo lên như thế này. Và giờ bạn không còn thấy vết bẩn nữa. Tuyệt đấy chứ. Oh yeah, trông đẹp đấy. Phù. Vẽ thật cẩn thận. Ngứa mà có thước để gãi thì thật đã. Đó là một hình tam giác cân khá đẹp. Và môn hình học đã xong. Dọn dẹp mọi thứ thôi. Bỏ vào đây. Không vừa đâu. Đợi chút, mình thông minh mà. Mình sẽ bỏ tất cả vào ba lô. Thước vào đi này. Đùa à? Sao lại không vừa cơ chứ? Ôi. Thước à? Tại sao mày bắt tao phải làm vậy với mày chứ? Đợi đã. Biết đâu đây lại là một điều hay. Vẫn không vừa luôn. Cái túi đựng bút này ghét mình hả ta? Được rồi. Mình nghĩ mình sẽ làm được. Làm một cái thước nhỏ bằng giấy. Mình có bút đây. Mình sẽ tháo phần đuôi và lấy que mực ra. Cây thước giấy nhỏ này sẽ lọt vào bên trong. Và mình sẽ bỏ que mực vào lại. Tốt như mới vậy. Thử với một mẩu giấy nào. Giờ nó cứ như một cây thước vậy.
đường thẳng này lúc nào cũng là một hình tam giác hoàn hảo. À vâng, em hiểu rồi. Thầy phải thấy những đường thẳng trong hình của em nếu em muốn được 10 điểm. Giờ là lúc để tỏa sáng. Mở túi ra và ôi, bút thước sẽ cứu mình. Eo! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mực dính tùm lum. Thật không công bằng. Tay mình, mặt mình, mọi thứ. Tiệc tùng nào. Xin chào, tớ thấy cậu có đeo nơ. Tất nhiên rồi. Chơi vui nhé. Âm nhạc thật sôi động. Không đeo nơ à? Hả? Chỉ có cổ áo thôi. Không đeo nơ thì không được dự tiệc. Thật hả? Chờ chút, tớ cần chế tạo cái này đã. Cậu đang làm gì dưới đó vậy? Chỉ một chút phép màu từ bút 3D. Muốn có nơ chứ gì, thích thì có ngay thôi. Tô vào bên trong nè. Có vẻ ok là đấy. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Và xong. Thấy chưa? Hãy chào nơ của tớ đi, bấy bè. Thế à? Nhìn diễn sao đấy? Tớ sẽ quay lại ngay. Cứ nhảy tiếp đi. Đau nhức chân quá trời. Tại sao mình phải đi giày cao gót? Dễ chịu hơn hẳn. Khiếp. Có rác ở khắp mọi nơi. Mình không thể đi chân trần. Nhỡ bị dính bệnh thì sao? Không, tuyệt đối không. Thôi thì đành cắn răng chịu đựng. Úi trời. Sắp đến rồi. Ow. Kiểu gì cũng u một cục. Ủa, đôi giày phải không? Bẩn dã man. Ôi chà, mình có thể lau chùi nó. Mà chờ một chút. Hình xoáy khiến mình nghĩ ra một ý tưởng. Biến đổi nào. Đôi giày bẩn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Không có gì mà bút 3D không thể xử lý. Bạn chỉ cần sử dụng óc sáng tạo của mình. Chỉ cần một vài màu nữa. Đẹp quá đi mất. Rồi phun keo vào các không gian trống. Chủ yếu là các đường thẳng nè. Màu xanh lá mạ đây. Việc này cũng vui đấy chứ. Dù có hơi lâu một chút. Giờ thì đổi hướng của đường kẻ. Bạn không lường trước được đúng không? Và những nét cuối cùng nè. Hãy chờ đón đôi giày mới được trang trí cực xinh. Lấy cảm hứng từ vị danh họa Van Gogh. Chỉ còn một việc cần làm thôi. Đeo giày búp bê vào nào. Wow, vừa nhị in luôn. Mình thật may mắn. Giờ mình có thể tiếp tục nhảy múa. Chào cả nhà. Mái tóc gần như hoàn hảo. Chuẩn không cần chỉnh. Dễ chịu quá đi mất. Hoặc là không. Nằm thế nào cũng không thấy thoải mái. Tại sao? Chưa gì đã sáng rồi à? Ai đấy? Thế ghê quá. Sao lại như thế này được? Người nào cũng vậy. Lại phải xử lý thôi. Trời ạ. Làm ơn. Thôi mà. Ôi không. Không ổn chút nào. Chắc lực duy nhất của mình. Con ơi. Đổ hết rồi. Bố ơi, tóc con. Hả? Cứ bình tĩnh để xử lý. Được chứ. Bắt đầu thôi. Bố sẽ cần bút 3D thần thánh. Và tất nhiên màu yêu thích của con. Hồng. Con có biết bố đang làm gì không? Đừng lo, đây mới là viền ngoài thôi. Và tô vào bên trong nè. Nhìn có hơi đơn điệu, nhưng cứ đợi đến khi con thấy sản phẩm hoàn thiện. Chỉ cần thêm một chút không gian nữa. Hoàn hảo. Tiếp theo, để thể hiện một phần mới, các đường sẽ đi theo một hướng khác. Cứ tiếp tục như vậy nhé. Rất nhiều đường. Thật mê hoặc phải không nào? Chỉ còn một chút nữa thôi. Bây giờ đến phần quan trọng nhất. Tất nhiên là răng lược. Sao mà thiếu được chứ? Nhưng đây mới là phần dễ thương nhất. Ta-da! Xong rồi. Wow! Đẹp quá đi mất. Không lo tóc rối. Không hề đau chút nào. Wow! Mềm mượt như lụa.
con chẳng nhớ cái là cũ nữa. Wow, tóc con lại đẹp rồi. Cảm ơn mố. Oh yeah, mình vẽ đẹp ơi là đẹp. Không thể quên chữ ký của mình. Bố ơi. Hả? Lần này con vẽ gì thế? Hai bố con mình đấy à? Không hẳn. Cầm lấy. Để bố chỉ cho một mẹo nhỏ. Vâng ạ. Đây là tên của con, Madison. Con đã biết điều đó rồi. Mà chờ một chút. Con hiểu rồi. Để con thử xem. Thế này à? Chính xác luôn. Sau đó là A. Cứ tiếp tục đi. Chuẩn, đúng như vậy. À? Gần xong rồi. Chỉ còn một chiếc cái nữa. Ok, sắp rồi. Sao hả? Con chẳng làm được cái gì. Đừng bỏ cuộc, bố có cách giúp con rồi. Mày sẽ cần đáy của cái lọ này. Giờ hãy vẽ viền bằng bút 3D. Tiếp tục vẽ vòng quanh đáy. Tiếp theo, đính hạt nhựa có in chữ cái lên. Con có đoán được chữ gì không? Đúng vậy, là Madison. Phủ thêm một lớp để cố định tất cả nhé. Giờ đến phần hay nhất, vòng tay cho con gái nè. Ái chà, con sẽ không quên cách đánh phần tên mình nữa. Con viết lại xem nào. Bố tin con mà, con yêu. Yes, con làm được rồi. Người sẹo nhỏ của bố,